trong quá trình học các em đã rất muốn đồng hành cùng với cô bằng cách là có sách ở bên cạnh mình đúng không nè, để có thể vừa nghe lại bài nè, vừa có thể ghi chép lại những điều mà các em cần lưu ý, đồng hành cùng làm các bài tập và sửa các bài tập ngay tại thời điểm mình học luôn đúng không? Vậy thì cô mời các em hãy nhanh tay ấn vào phần mô tả ở phía dưới video clip này để có thể sở hữu ngay trọn bộ sách và cùng với các voucher vô cùng hấp dẫn luôn nha. Khi mà các em sở hữu bộ sách này thì các em có thể tăng được hiệu quả học tập của mình cũng như rèn luyện được những kỹ năng làm bài tập và hiểu rõ hơn về ngữ pháp nữa nè. Vậy thì các em hãy nhanh tay ấn vào phần mô tả ở phía dưới để sở hữu ngay bộ sách này nha các em. Hello everyone, welcome back to our English class. How are you today? Today we are going to learn Unit 10, Travel. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với bài số 10 của cô. Bài học ngày hôm nay thì mình sẽ học về đi du lịch ha. Vậy thì việc đi du lịch nó sẽ như thế nào? Các bạn cùng tìm hiểu bài học với cô ha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đi tìm hiểu về phần nội dung trước nha. Rồi, nội dung bài học ngày hôm nay đó chính là reported speech statements. Đó là câu tường thuật dạng câu phát biểu ha. Rồi, ở đây thì mình có gì? Câu tường thuật. Thì trước hết á, mình sẽ hiểu về câu trực tiếp trước nha. Rồi câu trực tiếp là gì? Là khi mà cô nói chuyện với một ai đó, là hai người đang đứng nói chuyện trực tiếp với nhau, đang đối thoại với nhau ha. Thì đó là những câu trực tiếp. Còn khi mà các bạn sử dụng câu tường thuật ha, hoặc người ta có thể gọi là câu gián tiếp á, thì có nghĩa là ví dụ như cô nói chuyện với bạn cô đúng không? Rồi bạn cô kể cho cô về cái chuyến du lịch của bạn đi, đúng không? Rồi cô về cô kể cho em của cô nghe. Thì khi mà cô kể lại cho em của cô nghe thì cô đang dùng lời gián tiếp đúng không nào? Lời tường thuật lại. Đó chính là câu tường thuật. Rồi bây giờ mời các bạn hiểu rõ hơn về câu tường thuật đó như thế nào nha. We use reported speech to tell people what someone has said. Rồi, cái này cũng là hồi nãy cô đã định nghĩa cho các bạn luôn rồi đó. Đây là chúng ta sử dụng câu tường thuật để nói về người nào đó đã nói cái gì ha. We often use the verbs said or told when reporting a statement. Các bạn sẽ thường sử dụng cái động từ said hoặc là told khi các bạn tường thuật lại câu phát biểu nha. Told is followed by a name or an object pronoun. Rồi, khi mà các bạn sử dụng chữ told thì bắt buộc phải theo sau là một cái tên hoặc là một cái tâm ngữ nào đó nha. We usually change the tense of the main verb ha. Còn động từ á, thì thường các bạn sẽ lùi thì hoặc là các bạn sẽ thay đổi cái thì ha. Mình sẽ hiểu với nhau, cô sẽ dùng cái từ lùi thì để các bạn dễ hiểu ha. Rồi, mời các bạn nhìn vào cái bảng này ha, rất quan trọng nha các bạn. Đầu tiên cô có direct speech là câu trực tiếp, reported speech câu tường thuật ha. Direct speech example ha, đây là ví dụ của câu trực tiếp. Còn bên đây reported speech example là ví dụ của câu tường thuật ha. Rồi, khi mà mình nói trực tiếp với nhau, mình sử dụng present simple là thì hiện tại đơn, thì các bạn sẽ lùi về thì quá khứ đơn ha, past simple. Rồi, present continuous thì hiện tại tiếp diễn, thì các bạn sẽ lùi về past continuous, quá khứ tiếp diễn. Tiếp đến mình có past simple là thì quá khứ đơn, thì mình sẽ lùi về past perfect, quá khứ hoàn thành ha. Còn present perfect, hiện tại hoàn thành, thì mình sẽ lùi về past perfect, thì quá khứ hoàn thành ha. Còn đối với will hoặc là won't thì mình sẽ dùng là good hoặc là couldn't. Can và can't mình sẽ đưa về could hoặc là couldn't ha. Bây giờ thì cô tiến hành đến cái phần ví dụ để cho các bạn hiểu rõ hơn. Đối với thì hiện tại đơn nè. Dinner's ready, said mom ha. Mẹ nói là
cái bữa ăn tối này đã sẵn sàng rồi. Bây giờ mình sẽ tường thuật lại như sau. Đầu tiên thì mình sẽ nói là Mom said, mẹ nói ha. Rồi dinner ha. Rồi ở đây phải S là viết tắt của to be is ha. Vậy thì mình sẽ đưa về quá khứ là was, bởi vì dinner là bữa ăn ha, chỉ có một bữa ăn thôi. Rồi ready, sẵn sàng rồi, mình viết lại ha. Vậy thì mình có Mom said dinner was ready. Mẹ nói là bữa ăn tối đã sẵn sàng rồi ha. Mình tường thuật, mình lùi cái thì hiện tại đơn về thì quá khứ đơn ha. Tiếp đến, it's raining, Joey told us. Mình tường thuật, Joey told us it was raining ha. Động từ to be là is, lùi về was ha. They went to town, I said. I said they had gone to town. À, thì quá khứ đơn là went ha, lùi về quá khứ hoàn thành, mình có had đi với verb 3 ha. Tiếp đến, à, câu này mang nghĩa là họ đã đi đến cái thị trấn á ha. Thì tôi đã nói, vậy thì mình sẽ dịch là tôi đã nói là họ đã đi đến cái thị trấn này. Tiếp đến là Mia's arrived ha. Mia's arrived, said Tom ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tường thuật lại như sau. Tom said Mia had arrived. Được chưa? Rồi, vậy thì ở đây mình có gì? Ở đây mình có viết tắt phẩy S, có nghĩa là viết tắt của chữ gì các bạn? Có phải là chữ is không? Không phải nha, đây là viết tắt của chữ has. Bởi vì mình đang nằm trong cái trường hợp là gì? Hiện tại hoàn thành ha. Rồi, Mia là số ít một người, mình sẽ dùng chữ has ha. Rồi, vậy thì mình sẽ đưa nó về là quá khứ hoàn thành, had arrived ha. Tom đã nói với Mia là đã đến rồi ha. Tom nói là Mia đã đến rồi, được chưa nào? Rồi, tiếp đến cô có Billy won't come, I said. Rồi, bây giờ mình sẽ tường thuật lại như sau. I said Billy won't come. Rồi, ở đây là I said Billy wouldn't come ha. Rồi, ở đây là cô có chữ won't, đúng không? Vậy thì cô sẽ đưa nó về chữ wouldn't ha. Rồi, đến với ví dụ cuối cùng nè. I can't swim, I told Chris ha. I told Chris, I couldn't swim ha. Rồi, tôi không thể bơi. À, tôi đã nói như vậy với lại Chris. Vậy thì mình sẽ tường thuật là tôi đã kể cho Chris là tôi không thể bơi ha. Rồi, đó là những cái ví dụ về phần câu tường thuật đối với những cái thì ha mà cô đã liệt kê ra đây cho các bạn rồi nha. Rồi, tiếp đến thì mình sẽ tiếp tục tìm hiểu ha. We sometimes make other changes, such as to pronouns, possessive adjectives, and time works. Rồi, chúng ta thỉnh thoảng cũng sẽ thay đổi một số cái ha. Ví dụ như là mình sẽ thay đổi về đại từ nè, về tính từ sở hữu, hoặc là về một số từ chỉ thời gian ha. Rồi, ở đây cô có ba cái ví dụ để mà mình ví dụ vô từng cái luôn ha, để các bạn dễ hiểu nha. Đầu tiên cô có I'm hungry, said Julia ha. Rồi bây giờ mình sẽ tường thuật lại là Julia said she was hungry. À, bên đây là Julia nói là tôi đói bụng, đúng không? Bây giờ mình sẽ tường thuật lại thì mình nói là Julia đã nói là cô ấy đói bụng ha. Vậy thì ở đây đại từ ha, chủ ngữ của mình là ai, mình sẽ chuyển theo cái tên của bạn Julia, tại vì bạn đó đang nói là bạn đang đói mà, đúng không? Vậy thì Julia là con gái nên mình sẽ đưa nó về chữ she ha, đưa chữ I về thành chữ she, được chưa? Tiếp đến, my dad's bought a car.
said Martin. Được chưa? Rồi bạn Martin nói là ba của tôi đã mua một chiếc xe hơi. Vậy thì bây giờ mình sẽ tường thuật lại là bạn Martin này nói rằng ha, ba của anh ấy đã mua một chiếc xe hơi ha. Vậy thì mình có Martin said his dad had bought a car. Rồi, đầu tiên cái chữ my là tính từ sở hữu, mình sẽ đưa về ba của anh ấy thì mình sẽ chuyển thành là his ha. Rồi, đó là cái điều mà các bạn cần lưu ý. Còn tiếp theo thì cô có là thì gì? Hiện tại hoàn thành đúng không? Thì cô sẽ đưa về quá khứ hoàn thành là had bought nè. Ok chưa? Rồi, ví dụ cuối cùng. I'll call you tonight, said Sandra ha. Rồi bạn Sandra này đã nói là tôi sẽ gọi cho bạn vào tối nay ha. Rồi mình tường thuật lại là gì? Sandra said she could call me that night ha. Rồi Sandra nói là cô ấy sẽ gọi điện thoại cho tôi vào tối nay. Vậy thì mình có từ chỉ thời gian là tonight đúng không? Mình sẽ đưa về that night. Và ngoài ra thì mình cũng sẽ có chủ ngữ I, mình sẽ chuyển theo Sandra là she nè. Rồi chữ will thì mình sẽ đưa về chữ good ha. Rồi khi mà các bạn đã chuyển will thành good rồi thì cái chữ call, cái động từ phía sau này các bạn giữ nguyên ha. Rồi you thì mình sẽ chuyển sang là me, bởi vì nếu mà câu tường thuật á, người ta không có nói là bạn Sandra hay là bất kỳ chủ ngữ nào mà nói với ai thì các bạn mặc định là người ta đang nói với mình, nên mình sẽ chuyển về cái tân ngữ là me ha. Được chưa? Rồi, cô đã giới thiệu cho các bạn xong về phần câu tường thuật ha. Bây giờ thì cô mời các bạn nhìn lên trên cái phần bài đoạn, bài đối thoại của bạn Ryan, Maddie và Ryan ha. Hai bạn, chỉ có hai bạn thôi. Hai bạn đang nói với nhau về cái chuyến đi đó. Rồi bây giờ thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đọc và dịch nha. Ryan: My pen friend Louis has invited me to stay with him in Paris in July. Mom and Dad said it was okay for me to go. Maddie: Wow, that's exciting. Ryan: Louis said he'd had lots of fun when he'd come to visit me in England. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau dịch bài nha. Bạn Ryan nói là gì? Người bạn qua thư của tôi là Louis nè, đã mời tôi đến ở với anh ấy, sống với anh ấy ở Pháp ha, ở Paris đó. Ở Paris. Rồi vào tháng 7, và mẹ và ba thì đã nói là được cho tôi đi ha. Rồi bạn Maddie nói là ồ, thật là hào hứng quá đi ha. Rồi Ryan mới trả lời là gì? Louis đã nói là anh ấy có rất là nhiều niềm vui khi mà anh ấy đến thăm tôi ở nước Anh ha. Rồi cô mời các bạn đi đến phần bài tập nha. Bài tập number 1. Tick the sentences that are correct. Hãy tick vào những cái câu mà đúng nhất nha. Rồi ví dụ number 1 cô có. Đây là câu trực tiếp nha các bạn. We've been to the USA twice. Chúng tôi đã đến Mỹ 2 lần rồi. Bây giờ mình sẽ tường thuật lại. Thì bây giờ câu tường thuật người ta cho mình 2 câu. Mình thấy câu nào đúng thì mình tick vào cái ô vuông nha. Cô có Max and Sydney said they'd been to the USA twice. Ở dưới Max and Sydney said we'd been to the USA twice. Rồi bây giờ hai câu thì câu nào chính xác ha các bạn? Ở đây bạn Max và bạn Sydney, hai bạn này nói đúng không? Thì khi mình tường thuật lại thì mình sẽ nói là Max và Sydney đã nói là bọn họ đúng không? Đã đi đến Mỹ 2 lần
chứ mình không thể dùng là Max và Sydney đã nói là chúng tôi đã đi đến Mỹ 2 lần. Tại vì khi các bạn nói về chúng tôi á thì nó sẽ liên quan đến mình ha, còn nói về bọn họ thì nó sẽ không liên quan đến mình. Còn cái này là mình tường thuật lại lời mà hai người này đang nói chuyện với nhau thì là bọn họ, đúng không? Đâu có liên quan đến mình đâu, đúng không nào? Nên là các bạn sẽ tick vào cái câu trên cho cô, đó là câu chính xác nhất nha. Rồi bây giờ những câu còn lại thì đầu tiên các bạn sẽ đọc cho cô, đó là câu trực tiếp. Xong thứ hai là các bạn đọc cho cô hai cái câu tường thuật, câu nào đúng thì các bạn tick vào cái ô trống đó nha. Rồi, cô cho các bạn 10 giây để làm bài tập này. Rồi, bây giờ cùng sửa những câu còn lại với cô nha. Cô có number 2. Rồi, ở đây thì cô sẽ chọn là Mum said she'd take that to work. Number 3. Seth told me it was raining really hard. Number 4. They said they were making a cake. Đến là bài tập số 2. Look at the pictures. Circle the correct answers. Rồi các bạn sẽ nhìn vào bức tranh và khoanh vào đáp án đúng nhất các bạn nha. Rồi trên bức tranh thì nó sẽ có một câu nói thể hiện là hai người đang nói với nhau, là câu trực tiếp đó các bạn. Còn câu dưới thì mình sẽ là câu tường thuật nha. Rồi bạn này đang nói là gì? I've never met your sister. Tôi chưa bao giờ gặp chị của bạn cả. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ nhìn xuống câu gì? Câu tường thuật. Marion told Linda she's hoặc là she'd never met her sister. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn lên trên câu trực tiếp nè. Ở đây người ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành I've, đúng không? Là viết tắt của chữ have, đúng không? I have. Rồi khi mà sử dụng thì hiện tại hoàn thành thì mình sẽ tường thuật, mình lùi về thì quá khứ hoàn thành, đúng không nào? Vậy thì cô sẽ khoanh tròn vào chữ D ha, viết tắt của chữ had. Thì cô sẽ có là Marion told Linda she'd never met her sister ha. Marion đã nói với Linda là cô ấy chưa bao giờ gặp chị của cô ấy, có nghĩa là của Marion á ha. Rồi ok, bây giờ thì những câu còn lại các bạn sẽ hoàn thành cho cô nha. Cô cho các bạn 10 giây để làm bài tập này. Rồi, cùng sửa những câu còn lại với cô nha. Cô có number 2. Harry said William's bike was bigger than his. Number 3. The teacher said the climate was changing. Number 4. Mum said it was a week before they went away. Number 5. The teacher said we could recycle glass. Number 6. Jess and Charlie hadn't wanted any ice cream. Rồi, cùng mời các bạn đến với bài tập số 3 ha. Write direct speech questions. Bài tập này thì các bạn sẽ viết câu trực tiếp ở dạng câu hỏi ha. Rồi, cô có ví dụ number 1. Jasper asked Carrie what a satellite was. Đúng không nào? Đó là câu tường thuật ha. Rồi bây giờ mình sẽ viết lại câu trực tiếp ở dạng câu hỏi như sau. Mình sẽ có là what mình đưa về ha. Rồi ở đây mình có to be tiếp theo là quá khứ thì mình sẽ đưa nó về thì hiện tại là to be is, người ta viết tắt là was ha. Rồi a satellite mình viết lại và nhớ có dấu chấm hỏi bởi vì nó là câu hỏi các bạn ha. Rồi vậy thì câu này mang nghĩa là một cái vệ tinh là gì ha. Rồi cô còn những câu còn lại các bạn sẽ dành ra 10 giây để hoàn thành bài tập cho cô nha. Cô mời các bạn làm bài.
Rồi, đã hết 10 giây. Cô mời các bạn cùng với cô sửa bài ha. Cô có number 2. Why do you need the computer? Number 3. Why do you go running? Number 4. Why can't you play chess? Number 5. Who's listening to the radio? Number 6. What language do Australians speak? Number 7. When are our cousins arriving? And number 8. Which languages has Aunt Jane learned to speak? Rồi, tiếp đến là bài tập số 4. Read the sentences. Are they comments or requests? Write C or R. Rồi, các bạn sẽ đọc những câu sau đây ha. Và những câu đó là câu mệnh lệnh hay là câu yêu cầu thì các bạn sẽ, nếu đó là câu mệnh lệnh thì các bạn sẽ viết là chữ C vào trong những chỗ trống này ha. Hoặc đó là câu yêu cầu thì các bạn sẽ viết là R nha. Rồi, ví dụ number 1 cô có là be quiet, có nghĩa là im lặng nào, đúng không? Vậy thì đó chính là câu mệnh lệnh, nên cô ghi đáp án là C vào trong chỗ trống này ha. Rồi, những chỗ trống còn lại các bạn sẽ đọc và hoàn thành cho cô nha. Cô cho các bạn 10 giây để làm bài tập này. Rồi, mình cùng với cô sửa bài tập nha. Cô có number 2 là R. Number 3 là C. Number 4, R. Number 5, C. Number 6, R. Number 7, C. And number 8, R. Tiếp đến là bài tập số 5. Complete the reported comments and requests. Use asked or told. Rồi, các bạn sẽ hoàn thành những câu tường thuật dạng mệnh lệnh và yêu cầu ha. Và các bạn sử dụng chữ asked hoặc là chữ told để điền vào những cái chỗ trống này các bạn ha. Rồi, các bạn nhìn vào ví dụ number 1 nè. Please answer the phone, Emily. Ha. Làm ơn trả lời điện thoại đi, Emily. Được chưa? Rồi, vậy thì ở đây cô sẽ sử dụng chữ asked để điền vào chỗ trống ha. Cô có là I asked Emily to answer the phone ha. Tôi yêu cầu Emily là trả lời điện thoại ha. Rồi, vậy thì những chỗ trống còn lại thì các bạn sẽ làm cho cô nha. Cô cho các bạn 10 giây để hoàn thành bài tập này. Rồi, cùng cô sửa những câu còn lại các bạn ha. Cô có number 2. Number 2 là take the dog home collar. Mrs. Hunter told collar to take the dog home. Number 3. Don't run inside. Mom told us not to run inside. Number 4. Please don't make any breakfast. I asked her not to make any breakfast. Number 5. Don't forget your keys. Mrs. Chapman told her husband not to forget his keys. Number 6. Can you ask your teacher about the school trip? Mom asked Henry to ask his teacher about the school trip. Number 7. Please can you lend me your MP3 player? Fred asked Frank to lend him his MP3 player. And number 8. Can you tell Eric
New, my new address, please. George asked me to tell Eric his new address. Đến là bài tập số 6 ha. Complete the table. Write the direct speech as reported speech. Các bạn sẽ hoàn thành cái bảng này, viết câu trực tiếp thành câu tường thuật nha. Rồi ví dụ number 1 ha. I want an ice cream, Gary said. Rồi Gary nói là tôi muốn một cây kem. Bây giờ các bạn sẽ viết thành câu tường thuật ha. Mình có Gary said he wanted an ice cream. Cô có nè, chủ ngữ là ai mà Gary là cái người nói đúng không? Thì mình sẽ đưa nó về chữ he. Gary là con trai ha, chữ he. Rồi động từ want của mình là verb, verb nguyên mẫu, có nghĩa là thì hiện tại đơn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ lùi về thì quá khứ đơn ha. Thì mình sẽ viết là wanted an ice cream, viết lại ha. Rồi ở đây thì đề bài yêu cầu mình là có thêm cái cột speaker là người nói và listener là người nghe. Vậy người nói là Gary thì mình viết lại là Gary. Còn người nghe thì ở đây các bạn thấy là sau cái chữ Gary said thì mình không thấy một cái tân ngữ nào hết, không thấy tên ai hết, thì mình sẽ viết cái dấu gạch ngang cho cô ha. Rồi nếu mà có thì mình cứ viết tên lại thôi nha. Rồi những câu còn lại các bạn sẽ hoàn thành cho cô ha. Cô cho các bạn 10 giây để làm bài tập này. Rồi cùng sửa những câu còn lại với cô ha. Cô có number 2 nè. Amy said Polly was learning her script upstairs. Amy không có ha. Rồi number 3. Katie's mom told us Katie had run very quickly. Katie's mom, us. Number 4. Ollie and Max said they didn't know the population of London. Ollie and Max. Không có ha. Number 5. Edward said he liked painting. Edward. Không có người nghe ha. Number 6. Tina told Billy Millie's dad had worked in New York. Tina, Billy. Number 7. The man told Dad there couldn't be many people on the beach. Right, the man ha, và Dad. Number 8. Lily said you couldn't predict the weather in her country. Lily. Và không có người nghe ha.